Theo con số thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 17 võ sĩ boxing đang ăn tập chuẩn chuyên nghiệp. Một số lượng còn khiêm tốn nhưng cũng đáng ghi nhận trong giai đoạn đầu của sự phát triển, khi mà nhiều võ sĩ đã để lại những dấu ấn và thành tích đáng kể. Vậy nếu phải chọn ra tứ trụ boxing Việt Nam vào thời điểm hiện tại, dựa trên những tiêu chí về khả năng, thành tích và mục tiêu khả thi phía trước, thì chúng ta cũng không quá khó để đưa ra 4 cái tên nổi bật. Họ là ai? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Thể Thao 1 điểm danh 4 cao thủ làng boxing chuyên nghiệp Việt Nam. Trần Văn Thảo, kẻ tiên phong. Tay đấm đầu tiên phải nhắc tới là Trần Văn Thảo, tức Thảo Trigger, từng ăn tập ở trung tâm SSC trước đây và nay là võ sĩ của The Trigger Boxing. Trần Văn Thảo sinh năm 1992 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thảo vốn đã là tay đấm nghiệp dư và đã giành được nhiều danh hiệu vô địch ở đấu trường trong nước. Do chấn thương, Trần Văn Thảo từng được khuyên bỏ boxing để đảm bảo tính mạng. Nhưng năm 2015, nhờ ăn tập ở SSC, Trần Văn Thảo đã trở lại mạnh mẽ. Với thể lực sung mãn và xử lý đòn, anh được các chuyên gia nhận định là phù hợp với boxing chuyên nghiệp hơn là nghiệp dư. Cuối năm 2017, thời điểm boxing nghiệp dư Việt Nam vẫn còn đang rất khó khăn vì thiếu kinh phí đầu tư. Thành tích của các võ sĩ Việt trước đó ở các giải nghiệp dư thuộc những đại hội như SEA Games hay ASEAN còn quá nghèo nàn. Khái niệm boxing chuyên nghiệp lại càng xa lạ, thì Trần Văn Thảo lại gây sốc khi knock out đối thủ Jock Lomoli chỉ sau 40 giây, có đó đoạt đài WBC châu Á hạng siêu ruồi và trở thành tay đấm chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam đoạt đài nhà nghề. Vậy nên có thể nói Trần Văn Thảo chính là tay đấm tiên phong của boxing chuyên nghiệp Việt Nam. Chấn thương và tai nạn sau đó khiến Trần Văn Thảo bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng trong sự nghiệp. Nhưng hiện tại, Trần Văn Thảo đã trở lại và ở trận gần nhất, anh đã chiến thắng trước đối thủ Ares Buenavides tại đấu trường WBO châu Á Thái Bình Dương. Theo dự kiến vào tháng 5 năm 2020, Trần Văn Thảo sẽ có trận tranh đài quan trọng ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khả năng lớn là trận đấu này phải hủy vì dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, Trần Văn Thảo đã trải qua 14 trận chuyên nghiệp để thua duy nhất một trận, được gắn 2 sao giữa trên Boxrec, hạng 1 Super Flyweight tại Việt Nam và 79 trong tổng số 949 tay đấm Super Flyweight thế giới. Mục tiêu của Trần Văn Thảo vẫn là những chiếc đài châu Á và sau đó là chinh phục đài thế giới. Như đã đề cập ở trên, trong bối cảnh boxing nghiệp dư Việt Nam còn quá khó khăn vì thiếu đầu tư, thiếu tài trợ, thì việc Trương Đình Hoàng giành huy chương vàng SEA Games 2015 là một kỳ tích. Sau kỳ tích trên, tay đấm sinh năm 1990 quê Đắk Lắk tuyên bố treo găng nghiệp dư, ra từ đội tuyển quốc gia để đi theo con đường chuyên nghiệp. Nhưng trong bối cảnh khó khăn thiếu lứa kế cận, bộ môn boxing Việt Nam buộc phải triệu tập trở lại Trương Đình Hoàng để đi đánh các đại hội theo thể thức nghiệp dư như SEA Games. Dù phải cảm đáng thêm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, nhưng nhờ khắc phục được điểm yếu của một tay đấm nghiệp dư trước kia là thể lực, nên tay đấm họ Trường đã có những bước bứt phá rất nhanh trên sàn chuyên nghiệp. Bước ngoặt trên con đường chuyên nghiệp của Hoàng là chiến thắng áp đảo tay đấm Hàn Quốc Lee Gi Huyền ngay bên Hồ Gươm vào tháng 10 năm 2019, qua đó giành đài WBA Đông Á. Ngày 15 tháng 2 năm 2020, do Brizas Mena từ chối lời thách đấu của Trương Đình Hoàng, tổ chức WBA châu Á đã tước đai hạng siêu trung của tay đấm Ấn Độ này và trao nó cho Trương Đình Hoàng, và Hoàng phải bảo vệ đai cho đối thủ Thái Lan Rutana Gongda. Và trong trận đấu đó, Hoàng đã knock out đối thủ Thái Lan ngay trong hiệp 2. Trương Đình Hoàng hiện mang một sao của Boxrec, hạng 1 Việt Nam và 394 trong tổng số 1226 tay đấm siêu trung của thế giới.
Mục tiêu tiếp theo của Trịnh Đình Hoàng là tiếp tục bảo vệ đài WBA châu Á và hướng tới những chiếc đài cao hơn. Boxing nữ thì đương nhiên phải nhắc tới cái tên Nguyễn Thị Thu Nhi. Bởi đơn giản, cô gái sinh năm 1996 này đang là chủ nhân của chiếc đài WBO châu Á Thái Bình Dương. Thu Nhi có thể nói là tay đấm điển hình cho việc đổi đời trong thế giới boxing. Xuất thân gia cảnh nghèo khó, Nhi từng trải qua những năm tháng phải kiếm sống bằng bán vé số. Rồi cơ duyên đưa cô gái rất cá tính này tới với boxing và bước ngoặt là tới câu lạc bộ chuyên nghiệp như Coffee Bar Flow. Thu Nhi cũng là tay đấm điển hình của lò Cocky, đó là mạnh về thể lực, lì đòn, nhạy đòn và sẵn sàng dồn ép đổi đòn. Với lối đánh đó, Nhi vẫn đang bất bại trong con đường chuyên nghiệp. Và ở trận gần nhất, cô gái này đã đánh bại đối thủ Thái Lan Kanjarat Ruhango để giành đại WBO châu Á Thái Bình Dương. Điểm đáng nói nhất ở Nhi mà chưa tay đấm chuyên nghiệp Việt Nam nào có được, đó là đã giành quyền tranh đại WBO tới giới hạng minimum weight. Dự kiến trận tranh đai của Nhi với đối thủ Nhật Bản Ayaka Miao sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trận đấu này có thể sẽ phải lùi lịch. Nhi hiện là tay đấm 2 sao của Boxrec, số 1 Việt Nam và hạng 28 trong tổng số 118 nữ võ sĩ minimum weight thế giới. Chỉ cần thắng một trận đấu nữa, cô gái từng đi bán vé số trên đường phố Sài Gòn này sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn thực sự cho boxing chuyên nghiệp Việt Nam. Nguyễn Văn Đường cũng là một cái tên đáng chú ý vào thời điểm này. Trần Văn Thảo có WBC châu Á, Trịnh Đình Hoàng có WBA châu Á, Nguyễn Thị Thu Nhi có WBO châu Á Thái Bình Dương. Vậy Nguyễn Văn Đường có gì? Tay đấm quê Bắc Ninh vẫn chỉ là con số 0 ở võ đài nhà nghề. Nhưng Nguyễn Văn Đường lại có kỳ tích mang tên Olympic mà chưa có một tay đấm nào trong lịch sử boxing Việt Nam có được, đó là đợt vé chính thức. Xin nhắc lại là vé chính thức, chứ không phải vé mời của một kỳ Olympic. Võ sĩ Nguyễn Văn Đường sinh năm 1996 tại Bắc Ninh, hạng Featherweight, 57kg. Có một điểm khá thú vị ở tay đấm vùng quan họ này, ấy là tại SEA Games 2019 ở Philippines. Nguyễn Văn Đường vui vẻ nhận huy chương bạc sau khi thua tay đấm Thái Lan, Chatchai Decha Bode. Nói là vui vẻ, bởi Chatchai quá mạnh so với Nguyễn Văn Đường. Nhưng tại vòng loại Olympic sau đó không lâu tại Jordan, Đường Bắc Ninh lại gây sốc khi chỉ mất vài chục giây để knock out Chatchai và để đi vào lịch sử trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Vì sao lại có sự thay đổi nhanh đến như vậy? Bất ngờ luôn là yếu tố thú vị trong thể thao, nhưng bên cạnh đó, Đường Bắc Ninh tiến bộ vượt bậc nhờ ăn tập chuyên nghiệp tại trung tâm VSP. Giờ đây, bên cạnh nhiệm vụ Olympic của quốc gia, Nguyễn Văn Đường cũng đang hướng tới sân chơi chuyên nghiệp cùng VSP. Hy vọng sau kỳ tích ở sân chơi nghiệp Senior Olympic, Đường Bắc Ninh sẽ sớm có được những chiếc đài chuyên nghiệp như kỳ vọng của anh.